Người dân châu Âu đang bắt đầu bước vào đợt nắng nóng được dự báo là kỷ lục trong tháng 6 này. Nhiệt độ đo tại thủ đô Paris của Pháp ngày 24 tháng 6 là 37 độ C, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới lên khoảng 40 độ C. Cơ quan dự báo khí tượng Pháp Météo France dự báo đợt nắng nóng này có thể giống với đợt nắng nóng dữ dội kéo dài suốt 2 tuần tại Pháp vào mùa hè năm 2003, khiến khoảng 15.000 đến 19.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là người già. Chúng tôi đã tới thăm tháp Eiffel và giờ sẽ tới Khải Hoàn Môn. Nhưng có lẽ chúng tôi phải dừng để nghỉ 4 lần do trời quá nóng. Tôi sống ở Zambia, nhưng tôi phải nói rằng ở đó còn mát hơn ở Pháp. Chính quyền các địa phương ở nước này cũng đã triển khai các kế hoạch hành động nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, người bệnh, người già và người vô gia cư. Tại Paris, những phòng làm mát được mở bên trong các tòa nhà công cộng, trong khi thêm nhiều đài phun nước tạm thời được thiết lập tại các công viên mở cửa qua đêm và những người vô gia cư được cấp nước uống miễn phí. Tại Đức, tình hình cũng tương tự. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng và tăng cao vào cuối tuần khi luồng không khí nóng từ Sahara dự kiến sẽ thổi về phía nam châu Âu. Cơ quan dịch vụ thời tiết Đức cho biết nhiệt độ tại các khu vực dọc sông Rhine có thể phá mức kỷ lục 40,3 độ C thiết lập năm 2015. Mức nhiệt độ trong khoảng 30 đến 38 độ C sẽ duy trì cho tới cuối tuần sau, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam nước Đức. Trời hôm nay nóng quá, có nhiều nắng và gió, vì thế chúng tôi phải uống nhiều nước và bôi kem chống nắng. Những cảnh báo và các biện pháp đối phó với nắng nóng cũng được đưa ra tại Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan. Theo các nhà khí tượng học, đợt nắng nóng dữ dội này một lần nữa cho thấy tác động của tình trạng ấm dần lên toàn cầu đối với hành tinh xanh và các hình thái thời tiết khắc nghiệt này có khả năng sẽ trở nên ngày một thường xuyên hơn.